Mọi người hãy cùng Thánh Thiện Anime Xanh điểm lại những nội dung nổi bật của kênh trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022 nhé. Chào mừng các bạn đến với YouTube Thánh Thiện Anime Xanh, kênh thiếu nhi dành cho các bạn nhỏ, với những video có nội dung bổ ích, vui nhộn, gồm đa dạng thể loại như truyện cổ tích, hoạt hình, đọc truyện tranh, dạy vẽ, dạy học chữ, hình dạng, màu sắc và con vật, hướng dẫn làm đồ thủ công, nhận định bóng đá, ẩm thực, âm nhạc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm thích, chia sẻ link kênh và link video để ủng hộ tinh thần cho chúng tôi làm ra những video chất lượng hơn nữa nhé. Rất cảm ơn các anh chị, các bạn, các em đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Các bạn hãy tải file tổng hợp này trong link bên dưới phần mô tả video. Các bạn sẽ nhanh chóng tìm thấy được video cần xem khi nhấp vào link ở cột viewing link ở bên phải. Đặc biệt đối với các bạn trẻ chuyên ngành đồ họa, các bạn có thể tải miễn phí file này để tham khảo rồi sáng tạo nên file portfolio cho riêng mình. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của chúng tôi.